Rồi, hello, xin chào tất cả anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay sau mình giới thiệu anh em cái sản phẩm là cung bẫy chim cút nhé. Đó. Cái cung bẫy cút này bên mình thì nó có hai màu này. Cho anh em lựa chọn này, một màu đen và một màu cỏ khô nhé. Đó. Màu cỏ khô là màu vàng đó. Đó, và màu đen. Cung thì bên mình được sản xuất bằng thép AC nhé. Đó. Thép AC thì nó mới có độ đàn hồi nhá anh em. Đấy. Còn lưới thì nó là lưới dù thái này. Đấy. Mắt của nó mắt 5 phân. Đấy. Siêu tàng hình cho anh em đã nhuộm màu tàng hình rồi. Thì cái cung bẫy cút này thì khi về anh em cập về sử dụng anh em cắm như này cho mình này và vén lưới lên nhá. Đó. Cái cung này thì con cút nó đâm mặt nào cũng dính, đều dính hết anh em. Thì hôm nay mình bán cái cung này, mình báo giá luôn cho anh em để anh em thuận tiện mua bán luôn đó. Thì một cung này thì mình bán là 10 ngàn một cung. Đấy, anh em mua 10 cung thì mình bao ship tận nơi cho anh em nhé. Đấy, 10 cung của nó thì tổng 100 ngàn. Còn khi anh em mua sản phẩm combo cung cút 10 cung cút kèm một loa như này đó, đây loa đây. Đấy, loa mẫu loa này thì về anh em ấn nút cái nút nguồn này, ấn giữ một lúc khoảng cỡ 3 đến 4 giây nhé là nó sẽ chạy nhá. Play by TF card. Đó, nó chạy đây. Thì trong cái file này mình có đầy đủ tiếng cút cho anh em rồi nhá. Đấy, tiếng cút đánh ngày, tiếng cút đánh đêm, rồi cút đánh trống, cút mái, đấy, đầy đủ cho anh em. Đấy, về anh em test cái file cút này nó không chạy thì anh em lại chuyển file mình test cái file khác nhé. Đó, thẻ nhớ mình để đây. Đó. Rắc này rắc sạc cho anh em này. Đó, rắc sạc bên này. Và anh em không sử anh em muốn sử dụng đèn thì anh em ấn nút đèn, không ấn không muốn sử dụng đèn sáng này thì anh em ấn một phát là nó tắt này. Đó, thấy không? Còn anh em không sử dụng nữa thì anh em ấn nút nguồn nhé. Đó. Ôi. Đó. Thì khi mình bán cho anh em một sản phẩm combo với cút như này này, 10 cung cộng một loa. Đấy. Thì 200 ngàn bao ship lời cho anh em nhé. Thẻ nhớ đầy đủ. Đấy. Chỉ có 200 ngàn thôi. Đó. Giá rẻ này mà nhiều anh em vẫn không nhận hàng. Đó. Đây. Cái đơn này là anh em không nhận hàng này, chuyển hoàn về này. Đó, mất công gửi đi tốn tiền ship nha anh em. Đó. Ủa, anh em nào thật lòng đặt hàng thì cố gắng nhận hàng giúp mình, chưa đặt xong bắt đầu là không nhận hàng là tội cho người bán hàng nha anh em, lời chẳng bao nhiêu mà tốn tiền ship đi ship về nữa. Đó. Bên mình thì cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em. Đấy. Anh em cứ kiểm tra hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán cho tiền cho nhân viên shipper. Đấy. Tránh tình trạng là thanh toán tiền trước xong bắt đầu với kiểm tra. Đấy. Là thành tiền mất tật mang, lúc ấy quay sang hỏi shop thì chịu thua nha anh em. Mình nói rõ như thế cho nó dễ. Trên clip luôn. Nhận kiểm tra thoải mái, xong mấy đầu bắt đầu với trả tiền. Còn không ưng thì không trả tiền nhá, tại vì nó không đúng clip chẳng hạn. Đấy, loa lỗi hay như nào đó. Rồi mình kết thúc video tại đây nhá. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại của mình trên Zalo cũng được, đấy, kết bạn qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cũng được, số điện thoại mình để trên góc màn hình đây nhé. Đấy. Rồi mình kết thúc video tại đây nha anh em. Đấy. Xin chào tất cả anh em.